chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào chuông nha để cập nhật các clip mới nhất của Abon nha các bạn. Chào các bạn, sáng nay anh Phi có một vài đơn hàng đây và anh Phi sẽ đóng hàng để gửi cho các bạn một đơn hàng con thần rồng đại dương 676201 giao đi Pleiku cho bạn Hồ Gia Bảo. Bạn cũng đang hỏi ở trên YouTube là anh Phi đã đóng hàng bạn chưa, đang làm đây các bạn ha. Nhưng mà có cái là anh Phi gọi điện thoại cho bạn thì bạn chưa có bắt máy, có thể là máy để ở nhà hay để ở đâu đó bạn không thấy. Thì trong tình huống này anh nhắc bạn địa chỉ em cho là không có chính xác ha, đối diện với số nhà gì đó đường Tôn Thất Tùng thì địa chỉ này là một địa chỉ hoàn toàn không chính xác, cho nên shipper họ chỉ có thể giao hàng cho các bạn qua cách là họ liên lạc với các bạn qua điện thoại, cho nên hàng lên tới thì làm ơn nghe điện thoại nha. Gia Bảo đang xem kênh YouTube của anh Phi thì Gia Bảo cũng biết rồi là hàng lên tới nơi thì shipper họ sẽ gọi, là nhiệm vụ của chúng ta là nghe máy để nhận hàng nhé, nghe máy để nhận hàng, cho nên các bạn phải sẵn sàng nghe máy hoặc sẵn sàng gọi lại. Giống như hồi nãy giờ anh gọi cho Gia Bảo không được mà Gia Bảo vẫn chưa có gọi lại cho anh, cho nên đó là tình huống này có khả năng là nếu là một hàng lên mà shipper gọi mà em không liên lạc lại là có khả năng sẽ trả hàng về và em sẽ nổi tiếng luôn, bởi vì cái clip thường các cái clip anh Huy sẽ public thông tin ha, ít khi anh Huy che lắm ha. Chẳng hạn như là Gia Bảo hồi nãy giờ đang chat với anh Huy qua YouTube mà anh Huy gọi điện cho Gia Bảo không được ha, tỷ lệ nhận hàng của Gia Bảo trên Shopee là hoàn thành 100%, cho nên này đơn hàng này thì anh Huy có cam kết với kho là cứ gửi đi ha, không cần phải gọi điện xác nhận. Như hồi nãy anh Huy thấy cái địa chỉ Gia Bảo cho là không chính xác, anh Huy gọi lên để dặn Gia Bảo là khi shipper họ gọi điện để giao hàng thì vui lòng nghe máy nha, chứ để tình trạng là không nghe máy là họ sẽ trả hàng về rất là nhiều lần đấy. Giống như ở đây anh Phi đang có một con siêu nhân thần kiếm gửi đi quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ ha. Anh Phi gọi điện từ sáng giờ bạn cũng không bắt máy luôn, mặc dù máy mở đó, chắc có thể là hồi hôm này thức xem đá banh ha, thức xem đá banh, xem Croatia đá với Tây Ban Nha, rồi xem Pháp đá với Thụy Sĩ chẳng hạn. Đã khuya quá rồi, sáng dậy trễ, cho nên anh Phi cũng đang chờ. Nhưng mà anh Phi cũng là đưa các thông tin vào clip để nếu bạn có xem qua thì bạn sẽ chủ động liên lạc với anh Phi. Anh Phi liên lạc với mục đích là anh Phi dặn dò các bạn về phần nhận hàng, tại vì phần nhận hàng nó hiện nay nó dễ mà nó khó các bạn. Nó dễ cái là địa chỉ các bạn không cần phải cho chính xác 100%. Chẳng hạn như anh Huy 349 Tôn Đản, phường 15, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, thì anh Huy chỉ cần cho phường 15, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là cửa hàng Abo, phường 15, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh là shipper họ sẽ có thể giao được. Bởi vì là khi mà hàng về tới họ sẽ liên lạc với anh Huy, và điện thoại của anh Huy là 99% sẽ liên lạc được. Trừ khi những lúc anh Huy đi toilet, anh Huy bỏ điện thoại ở ngoài, nhưng mà thường có cuộc gọi nhỡ anh Huy sẽ gọi lại nha. Cho nên đó là họ sẽ giao được cho anh Phi. Còn chuyện của các bạn thì anh Phi không biết, nhưng cho nên đó là các bạn thường khi các bạn cho địa chỉ, các bạn một là các bạn cho địa chỉ chính xác, hai là cho điện thoại liên lạc được ha, để các bạn là người ta khi người ta giao tới thì các bạn nhận ha. Anh Phi làm xong cái hộp rồi nè các bạn ha, đã trong quá trình nói chuyện ha. Nếu không thì anh Phi không thể giao được cho các bạn, hiểu không? Thì cách chính xác chưa? Mà không thể giao được cho các bạn thì các bạn tốn công đặt hàng, và những cái đơn hàng mà giao không được hiện nay á thì anh Phi cũng sẽ public thông tin lên, public là công khai á các bạn ha, công khai cái thông tin lên cái trang cộng đồng của Abo. Không có ý gì hết, ý là đang muốn tuyên truyền cho các bạn một số vấn đề khi đặt hàng online nó đụng những vấn đề như thế nào. Một, các bạn là học sinh, may mắn đây là mùa hè, các bạn luôn ở nhà và đang dịch bệnh nó đang hoành hành, cho nên các bạn không có đi đâu được, cho nên đối với vấn đề học sinh hiện nay anh Huy không có yêu cầu phải đặt cọc nữa, mà anh Huy sẽ cho các bạn đặt luôn, tại vì các bạn luôn ở nhà để nhận. Nhưng cái vấn đề cuối cùng còn lại là số điện thoại nhé, số điện thoại phải là chính xác nha các bạn nhé. Anh Huy đang làm hộp cho một cái con thứ hai cũng là thần rồng đại dương, sẽ giao đi quận 9 thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn nhé, giao về cho bạn lấy tên là xưởng, một cái xưởng áo ở quận 9 nha các bạn nhé, là một cái nhà xưởng á, một cái cơ sở sản xuất quần áo á.
Rồi, anh Phi sẽ đóng đây. Hồi sáng này bạn Gia Bảo có chat với anh Phi trên cái đoạn clip mà hôm qua anh Phi chat hai cái con mới up lên sáng nay, là test hai cái con Yoyo, một con Yondo với một con Yoyo với lại một cái phần xe ngân hà. Ha. Thì bạn yêu cầu là test kỹ nha chú. Ok, test kỹ nha anh hay test kỹ nha chú gì đó, sáng nay anh mới đọc. Anh Phi có comment lại vui là em test dạy kỹ chưa anh? À ha. Thì đây, anh Phi đang chuẩn bị test hàng của em đây. Đơn này cũng vậy, anh Phi sẽ đóng hai con Yoyo và một con một bộ ngân hà chung ha. Rồi, hộp anh Phi đã làm xong rồi đó. Bây giờ thì bắt đầu anh Phi sẽ test đây. Ha, hai con Yoyo. Đồng rồng đại dương, một con thì đi quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng có thể gọi là thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Ha, và một con thì đi thành phố Pleiku cho bạn Hồ Gia Bảo. Ha. Hy vọng là hàng lên tới và điện thoại của các bạn gọi được. Anh hy vọng thôi, tại vì có những lúc gọi không được. Giống như là sáng nay anh Phi có gọi mà gọi không được. Ha. Rồi anh Phi sẽ khui cái con Yoyo này ra, sau đó anh Phi sẽ test và anh Phi sẽ đưa cái bộ dây quà tặng vô. Ha. Bộ dây quà tặng thì anh Phi chuẩn bị kỹ xong rồi. Đấy. Anh Phi thường những cái hàng hộp nè, rồi những cái hàng mà đóng hộp như vậy nè, thì anh Phi sẽ test trực tiếp 100%. Ha. Còn hàng ép vỉ thì xin lỗi các bạn là không thể khui ra để test nha các bạn. Cho nên buộc lòng thì anh Phi chỉ gửi vỉ cho các bạn thôi. Còn chuyện bên trong đó thì do Audi họ kiểm tra. Ha, do Audi họ quyết nha. À, anh Phi tưởng nó không có cọng dây, ai dè cọng dây nó lọt lại trong phía trong cái hộp ha. Anh Phi sẽ khui ra và anh Phi sẽ đưa cọng dây vô. Và mấy ngày hôm nay thì anh Phi cũng có làm một số cái clip để chia sẻ cái cách tháo cái con này ra để vệ sinh mặt đạn rồi, cho nên hôm nay anh Phi sẽ không làm lại nhé. Hôm nay anh Phi sẽ không làm lại con này ha. Đó. Cách tháo nó ra thì các bạn xem lại những cái clip ở phía trước, những cái ngày trước. Và bây giờ thì anh Phi chỉ quấn dây và test chưa vô mà thôi nha. Con này hiện nay trên Shopee, các bạn đăng nhập vào Shopee, vào cái đường link là shopee.vn yêu đồ chơi trẻ em thì hoặc là các bạn xuống cái đường link ở phần diễn tả các bạn có thể vô được nha. Các bạn có thể tìm mua được với giá 119.000 thôi, rất là rẻ. À, và được tặng thêm 4 giày nữa đó nha các bạn nhé. Và được tặng thêm 4 giày nữa, anh Phi sẽ tặng giày thêm cho các bạn đây nha. Đây, anh Phi sẽ tặng giày thêm cho các bạn. Và sau khi test xong thì anh Phi bỏ vào nha. Rồi bỏ 4 cái giày quà tặng vào luôn nha. Đấy, và đóng lại nha. Cái cách nó sẽ là như vậy nha các bạn nhé. À, anh Phi luôn làm như vậy, cho dù có ghi hình hay không ghi hình, anh Phi vẫn nhắc lại với các bạn. Cho dù anh Phi có ghi hình hay không ghi hình, ghi hình có bình luận hay không bình luận thì hàng vẫn được test ok nhé. Rồi, cái bạc đạn của con Yoyo này là bạc đạn tiêu chuẩn nha các bạn nhé. Các bạn có thể thay cái bạc đạn màu vàng vào được, thay cái bạc đạn tiêu chuẩn vào được, nó gọi là bạc đạn tiêu chuẩn ha. Cái vòng bi của nó rồi cái kích thước của nó chuẩn để các bạn vào, nó gọi là bạc đạn tiêu chuẩn. Nó còn những cái bạc đạn mini nhỏ hơn nữa. Rồi, thì bây giờ anh sẽ bỏ con này vào ha. Rồi, đóng lại nhé. Rồi, ở đây thì anh Huy cần gạch một đường để anh Huy cắt bỏ cái phần thừa nha. Cái cách đóng hộp là như vậy nha các bạn nhé. Cái cách đóng hộp ở Abo là như vậy. Anh Huy không có những cái hộp sẵn cho từng con đâu. Đơn nào các bạn đặt anh Huy mới cho làm hộp. Một là anh Huy làm, hai là tại Abo làm. Ai test thì người đó làm nhé. Rồi, thành phố Pleiku đây ha, Hồ Gia Bảo. Lên tới nơi ha. Thì thường hàng giao á, giao đi tỉnh nó thường nó sẽ có thời gian giao là từ 3 ngày cho tới 5 ngày nha các bạn nhé. Và có khả năng nó sẽ lên sớm, nhưng mà cái đó chỉ là một số tình huống đặc biệt thôi. Chờ xíu anh Phi đi lấy cùng băng keo nha. Rồi, có những cái tình huống đặc biệt là nó lên rất là sớm và nó giao hàng sớm lắm, trong vòng 2 ngày là nó đã giao rồi. Nhưng mà cái đó là những tình huống đặc biệt. Hôm nay khi mà đóng cái hộp hàng lớn là anh Phi hết băng keo. Rồi anh Phi về nhà rồi, anh Phi cũng không có lấy băng keo ra luôn ha. Sáng nay anh Phi mới lấy băng keo ra nè. Ha. Đấy. Nó hơi xéo xéo xíu các bạn. Nó hơi xéo xéo ở tờ giấy chút xíu. Ha. Rồi. Xong rồi, sáng nay anh mới lấy băng keo ra đây. Nha. Đấy. Mình sẽ dán thêm ở đây thêm một đường nữa nè. Rồi xong nha, đảm bảo cái mã vạch ở đây là ok là được nha. À, hình như cái bạn ở Thốt Nốt Cần Thơ gọi cho anh nè. Chờ xíu anh nghe máy cái nha các bạn nha. Cũng xong rồi đó. Xong này rồi anh sẽ tiếp tục đóng những cái kia ha. Rồi thì bây giờ anh sẽ không phải Gia Bảo gọi.
số của Gia Bảo luôn, 6724 đuôi. Gia Bảo mới gọi anh Phi. Rồi anh Phi sẽ nghe máy và gọi lại cho Gia Bảo nhé. Rồi các bạn, anh Phi vừa nói chuyện với Gia Bảo xong. Một chàng trai rất là dễ thương ha. Rồi cục hàng này anh liên lạc được với Gia Bảo rồi. Rồi rất là vui các bạn, nói chuyện với Gia Bảo thì rất là vui. Mặc dù là anh Phi với lại Gia Bảo cũng có cạnh tranh với nhau một số thông tin và nói chuyện với nhau rõ một số thông tin, nhưng Gia Bảo rất là dễ thương nhé. Gia Bảo thì các bạn nên gọi bằng anh. Gia Bảo năm nay cũng 20 mấy tuổi rồi, nếu cô không có còn nhỏ chắc có thể mua về cho em đây, em trai hoặc là cháu trai ha. Rồi còn phần này thì anh Phi sẽ đóng riêng quận 9 nha, một cái xưởng làm áo ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì hai con này anh Phi cũng đều test như nhau thôi nha, anh Phi sẽ test như nhau. Rồi anh Phi lại tiếp tục đóng hàng đây, và đây là một con thần rồng đại dương số 2 sẽ gửi đến quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi đây ha, vô dây cái đã. Rồi bây giờ anh Phi sẽ vô dây và anh Phi test nhanh nha. Vô 4 cái dây cái nữa là chuyển qua test ngân hàng nha các bạn nhé. Ngân Hà anh Phi sẽ test chung luôn, bởi vì Ngân Hà sẽ làm chung đó. Nhưng mà Ngân Hà anh Phi sẽ dặn dò khách chút xíu, bởi vì khách đặt đúng cái con 2200, cái lượng dưới nó rất là giòn. Và sáng nay có một bạn có up lên cho anh Phi ở trên Shopee là bạn nói cái lượng dưới của cái con này nó giòn quá, nó gãy. Cho nên là thường cái con 2200 mà gửi đi là anh Phi sẽ gửi theo một bộ phụ kiện. Anh Phi cũng chỉ có thể nói lại với các bạn như vậy thôi, và anh Phi thường 2200 anh Phi sẽ gửi phụ kiện cho các bạn nhé. Đó, thì một hồi nữa thì test cái đơn hàng Ngân Hà thì anh Phi sẽ nói rõ cái vấn đề này. Và thường những cái đơn mà dính tới con 2200 là anh Phi gửi theo cái bộ phụ kiện, tại hơn ai hết anh Phi biết nó rất là giòn nhé. Hơn ai hết anh Phi biết nó rất là giòn, cho nên anh Phi thường anh Phi sẽ gửi theo một bộ phụ kiện, mà bộ phụ kiện đó là dùng cái lường dưới để mà thay thế cho cái con 2200 đó được nhé. Thường nó sẽ gãy cái phần lường dưới, anh Phi biết nó sẽ gãy phần lường dưới. Nhưng nếu các bạn ráp mà các bạn ráp ok á, các bạn ráp ok, các bạn ráp mà chuẩn á, không gãy á, thì các bạn sẽ có thêm được một con nhưng mà không có motor. Thường khi anh Phi gửi phụ kiện theo để hỗ trợ cho các bạn thì anh Phi không có gửi motor nha các bạn nhé. Cái điều đó là điều đương nhiên, anh Phi phán đoán cái nào dễ hư, tại vì motor thì anh Phi đã test từng motor cho từng xe rồi, cho nên anh Phi sẽ không gửi motor theo, mà anh Phi chỉ gửi cái bộ lường đi theo thôi nhé. Cho nên các bạn cũng không cần phải hồi báo với anh Phi là cái lường nó dễ gãy, anh Phi đã biết nó dễ gãy rồi và anh Phi đã xử lý luôn ngay cái lúc mà anh Phi đóng hàng cho các bạn rồi ha. Anh Phi sẽ xử lý luôn ngay lúc đó, chứ không cần các bạn báo với anh Phi là nó giòn quá, nó gãy rồi anh Phi. Anh Phi đã gửi thêm phụ kiện ngay khi lúc anh Phi đóng hàng rồi nha. Cho nên các bạn nếu mà gấp gãy cái phần phụ kiện đó luôn thì anh Phi chịu nha. Đó. Thường là như vậy nha các bạn nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ chuyển qua đơn ngân hàng đây, đơn quận 9 con thần hổ, ý xin lỗi thần rồng, gọi quên thần hổ hoài. Thần rồng đại dương 676201 xong ha, đơn số 2. Và bây giờ anh Phi sẽ qua đơn số 3 đây. Các bạn đặt hai con nè. Đó, anh Phi làm cái thùng luôn luôn dư một miếng ha, dư một miếng. Rồi. Đặt hai con 2200 này. Cái phần lường dưới nó sẽ rất là giòn nha các bạn, anh Phi báo là rõ ràng nó như vậy, là nó lường dưới nó sẽ giòn. Và anh Phi sẽ gửi theo một bộ phụ kiện để bù cho các bạn. Đây là con 2205 nha, một con 2205 và một con 2200 nha. Ở chỗ này cái hộp nó có hơi tét chút xíu ha, không sao, con này mới toanh không có vấn đề gì đâu ha. Rồi anh Phi sẽ test cái motor, thì lúc nào cũng vậy các bạn, anh Phi sẽ có cái này nha, có cái dây này để anh Phi test motor. Rồi xong rồi motor ha, rờ le anh Phi sẽ kiểm tra rờ le đầy đủ và motor nữa là xong. Và cái motor thì phải test qua cái motor mới biết được nó hoạt động hay không hoạt động nha các bạn nhé. Cái rờ le là cái ở đây nè, nó có rờ le, anh Phi sẽ kiểm tra cái độ gọi là độ trái phải của nó ha. Hai cái rờ le này nghịch chiều nhau ok rồi đó các bạn nha. Và nhiệm vụ của anh Phi là test cái motor nữa nhé, anh Phi sẽ lấy motor ra lúc nào cũng vậy hết. Thời gian gần đây là anh Phi làm lại cái cách test khác nha. Cái test là luôn luôn cho test motor, cho nên cái motor này thường anh Phi sẽ cắt ra nha, không có để nó trong bịch.
và anh Phi sẽ dùng một cái miếng băng keo anh Phi quấn đai ngang đây nè, rồi anh Phi sẽ test nó cho các bạn xem cho nó quay nha, các bạn coi cái motor nó quay nha, đó, thấy không? Đó nè, thấy không, nó quay nè, thấy không? Rồi sau khi xong thì anh Phi sẽ bỏ ngược trở lại ha, bỏ ngược trở lại để mà anh Phi dán miếng băng keo lại. Cho nên thường thời gian gần đây các bạn sẽ thấy cái bịch này anh Phi sẽ cắt ra nhé. Rồi đây một hộp nha, và anh Phi sẽ đóng tới hộp thứ hai. Thôi anh Phi test tới hộp thứ hai, đó là chính là con sư tử lửa. Mà con sư tử lửa này á, là sư tử lửa phiên bản 2020 giá của nó ở Abon hiện nay và trên Shopee hiện nay cũng chỉ có 20.000 thôi. Cho nên cái chất lượng của nó cũng nằm ở tầm này thôi các bạn ha. Nó giòn lắm, đây cái phần này nó rất là giòn nha. Cái phần này nè anh chỉ điểm rõ rất là giòn, cho nên các bạn phải ráp làm sao cho nhẹ tay cái phần này. Ngày xưa anh Phi biết nó giòn, anh Phi còn làm một cái clip riêng để chia sẻ về cái độ giòn của nó nữa kìa. Đây nó có cái nút công tắc ngay đây nè các bạn ha. Nút công tắc này nó rời ra nha. Nè đây nè, ha, coi chừng rớt nó nha. Đây nó nằm đây. Rồi thì anh Phi còn làm cái clip chia sẻ với các bạn là ráp và tháo cái bệ của cái con này như thế nào cho không có bị gãy nữa kìa ha. À, mà cái là nó clip nó qua lâu lắm rồi các bạn, cho nên nó là bây giờ thì ok rồi ha, clip nó qua lâu rồi, bây giờ các bạn tìm lại cũng được, cố gắng tìm ha. À, có một cái gọi là cái kinh nghiệm để chia sẻ nè các bạn ha, nó quay nè ha, nó quay ok nha. Rồi xong ha, hai cái motor anh Phi đã test xong rồi nhé. Và bây giờ thì anh Phi sẽ nó có một cái tên nhỏ nhỏ này, anh Phi cào cho bạn luôn nha, cho nó sáng lên về nó ăn pin hơn ha. Cái cách chuẩn bị motor là vậy đó các bạn. Một là các bạn dùng cái đầu dao ở đây các bạn cạo cái lớp đồng ở đây cho nó sáng lên và cái độ ăn pin nó tốt hơn ha, cái độ bám pin nó tốt hơn. Rồi khi mà ráp vô các bạn bóp nó lên một chút xíu, nó có cái độ cong lên như vậy nè, nó độ cong lên như vậy nè, nó sẽ bám pin hơn ha. Rồi xong, và bây giờ thì anh Phi sẽ nói tới cái bộ phụ kiện. Đấy, sau khi test xong xuôi ha, test xong xuôi thì anh Phi sẽ nói tới cái bộ phụ kiện anh Phi gửi theo riêng cái con này nè, cái con sư tử lửa này nè, và cái con ngựa một sừng á, mã của nó là 2212 á. Thường khi gửi hàng anh Phi sẽ gửi theo phụ kiện, cái bộ phụ kiện để thay thế hỗ trợ nếu các bạn có gáp gãy thì có để thay vào. Mà các bạn ráp cái phần gãy mà vào á, cái phần mà hỗ trợ theo mà bị gãy luôn á thì xong ha. Đây anh Phi sẽ mổ nó ra ha. Thật sự anh Phi lấy từ một hộp mới nha các bạn nhé. Đây ha, anh Phi chỉ giữ lại đúng một hai thứ thôi ha, và anh Phi sẽ gửi hết cho các bạn phần còn lại. Anh Phi chỉ giữ lại đúng cái motor và cái bộ rơ le thôi ha, phần còn lại anh Phi sẽ gửi hết cho các bạn. Đó, đây đây là bộ phụ kiện này anh Phi sẽ gửi, và cái phần lườn dưới này nè nó màu xanh nha, cái lườn này nó màu xanh, nó không có giòn như là cái lườn màu vàng kia. Anh Phi lấy anh Phi thay qua cũng được, nhưng mà anh Phi muốn gửi luôn cho các bạn để các bạn có thêm những cái phụ kiện này để các bạn xử lý, cũng như là những cái nút, những cái bánh này nếu cần thì sau này các bạn bị hư hay gì các bạn lấy vào để các bạn xử lý ha. Và khi đóng hàng thì là như vậy các bạn nha. Đấy, lúc nào cũng vậy hết, khi mà có cái mẫu con 2200 này hoặc là con 2212 á thì anh Phi sẽ làm cái hộp dư một chút xíu như vậy để anh Phi cho cái này vào nhé. Và cái này là linh kiện anh Phi gửi bù theo cái con 2200 nha. Đó, cho nên là các bạn đừng báo với anh Phi chi gió cực, anh Phi đã tính luôn ngay lúc anh Phi gửi hàng cho các bạn rồi, cho nên là các bạn cứ yên tâm mà chơi ha. Nó có giòn thì anh Phi cũng đã bù hàng rồi, cũng có linh kiện sẵn trong tay rồi. Nhưng nếu các bạn ráp khéo thì các bạn sẽ ráp được một con nữa mà không có motor nha, ráp một con nữa không có motor vẫn tròn nguyên vẹn một con nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ dán cái này lên. Đơn hàng này thì sáng nay anh Phi cũng có liên lạc với Hoa rồi ha. Bạn cũng có hỏi anh Phi cái con 2261, 2261 thì hiện nay trong kho nó còn chứ không phải hết đâu các bạn, nhưng mà nó nằm sâu ở trong, anh Phi chưa có tìm ra được nha. Nó nằm sâu quá ở trong, anh Phi chưa tìm được, khi nào tìm ra được thì anh Phi sẽ đăng ở trên Shopee cho các bạn xem nhé. Rồi sáng nay anh Phi gom hai đoạn clip lại là nó cũng gần 20 phút rồi ha.
Thời gian gần đây anh Phi có xu hướng làm clip dài chút xíu để nói chuyện, chia sẻ, tâm sự, chơi vui với các bạn à, tại vì mùa hè này các bạn không có đi đâu được hết trơn á à, con anh Phi cũng vậy, bản thân anh Phi cũng vậy à, không có đi đâu được hết. Mấy cái dịch này nó hoành hành quá các bạn ơi, không có đi đâu được hết. Và anh Huyên các bạn cũng không nên đi đâu, bởi vì anh Phi thấy dịch bắt đầu nó lan rộng ra rồi, nó lan rất là rộng rồi ha các bạn ha. Đó, theo dõi trên TV rồi các bạn cũng đã thấy nó lan rất là rộng ra rồi, cho nên các bạn vẫn phải rất cẩn thận ha, ở nhà là trên hết rồi, ở nhà mua xe ngân hà về chơi anh Phi ghẹo các bạn á, còn mấy cái này anh Phi bỏ nha các bạn nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở một clip nào đó của cửa hàng Abo, và hy vọng bạn ở Thốt Nốt Cần Thơ đặt siêu nhân thần kiếm sớm liên lạc với anh Phi qua số điện thoại của anh Phi 0907902742 để anh Phi duyệt đơn cho bạn nhé. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn.